10 việc người giàu không bao giờ làm, còn người nghèo thì cố làm cho bằng được. Bạn hãy xem mình có những việc và những dấu hiệu nào sau đây không nhé. Muốn giàu có mà tư duy mãi nghèo khó, liệu thì có giàu được không? Thì hôm nay Hiến sẽ làm clip này, chia sẻ góc nhìn, chia sẻ cái quan điểm của mình về 10 việc mà người giàu không bao giờ làm, còn những người nghèo thì người ta luôn luôn tìm cách làm cho bằng được. Nếu như đây là lần đầu tiên bạn xem được clip này, bạn xem được video này, thì hãy nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút follow kênh, nhấn hình quả chuông á, để lần tới khi mình phát video ra, bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được video này với những thông tin hay nhất, sớm nhất và ý nghĩa nhất. Cái việc đầu tiên mà người giàu không bao giờ làm, mà người nghèo luôn luôn cố gắng làm cho bằng được, đó là gì? Xây một cái nhà to, hoành tráng, đẹp nhất làng, nhưng mà lại không có tiền. Người giàu thì nếu như người ta có tiền thì người ta chỉ xem cái nhà là cái nơi, là cái tài sản, là nơi người ta để ở thôi. Người ta chỉ tiêu và dùng một phần tiền nào đó, còn cái phần còn lại thì người ta bắt đầu để người ta đi đầu tư một cái tài sản nào đó, hay đầu tư một hình thức nào đó để cái tiền nó đẻ ra tiền, và sau này người ta có nhiều tiền, người ta có thể tự mình sở hữu và xây được cái ngôi nhà mà không cần phải vay mượn. Còn trong khi người nghèo thì như thế nào, kể cả không có tiền hay chăng nữa cũng phải đi vay ngân hàng, vay lãi cao, vay lãi mẹ để lãi con, để xây cho mình được một cái căn nhà to nhất làng, đẹp nhất làng, hoành tráng nhất làng, nhưng bên trong đó thì lại không có cái gì cả. Bởi vì sao? Người ta không có tiền. Và sau khi xây nhà xong á, người ta bắt đầu là người ta cải cuốc, nai lưng, đi làm ngày làm đêm để trả nợ cho cái căn nhà đó. Vậy thì câu hỏi đặt ra là gì? Chúng ta đi làm để chúng ta nuôi cái nhà đó, hay là chúng ta đi làm để chúng ta hưởng thụ và nuôi sống cái gia đình mình, nuôi sống cái bản thân mình? Đây là một trong cái mà những cái người nghèo, những cái người mà thích sự sĩ diện, thích sự hoành tráng hay gặp phải, đặc biệt là ở những cái vùng quê, các tỉnh lẻ, các miền quê ấy, thì người ta thích cái hào nhoáng, và người ta nghĩ rằng an cư rồi mới lạc nghiệp, phải làm cho mình một cái nhà thật to, thật oách để làm tất niên, để làm liên hoan cho anh em đến vui chơi cho thỏa thích. Nhưng cái điều quan trọng là người ta không có tiền để người ta làm cái đó, mà người ta bằng cách là người ta phải vay mượn đi. Thì thực sự đây có phải là cái điều cần thiết và nên hay không, hay đó cũng chính là lý do tại sao người ta đã nghèo nay lại càng nghèo hơn? Và cái thứ hai là gì? Đó là các tiện ích mới nhất, ví dụ như là con điện thoại iPhone mới ra, con Samsung mới ra, hay các tiện ích bất kỳ cái máy tính nào mới ra, người ta phải tìm cách để mua cho nó, mua cho mình được cái sản phẩm đó, kể cả là đi làm công nhân, đi làm thuê không có tiền hay chăng nữa. Nên chúng ta có thể thấy ở ngoài các trung tâm mua bán và các đồ điện tử, các thiết bị nghe nhìn, thì khi mà người ta ra một sản phẩm mới, luôn luôn có cái chính sách ưu đãi, giống như là mua trả góp, mua không đồng. Ví dụ một cái điện thoại 50 triệu, chúng ta chỉ cần 5 đến 10 triệu thôi, chúng ta có thể trả góp 1 đến 2 năm, hay là có những tổ chức tài chính cho chúng ta vay kết hợp mà chúng ta không phải trả tiền gốc, tiền người chúng ta không phải trả tiền lãi. Nhưng thực sự nó có phải là như thế hay không? Còn trong khi cái người giàu thì sao? Những cái điện thoại mà người ta còn xài được thì người ta vẫn xài bình thường. Bây giờ có ai lên mạng hay có ai khoe khoang với nhau là phải dùng iPhone 3 mắt, 4 mắt, hay Samsung, hay là điện thoại này, điện thoại kia, hay là số điện thoại đẹp ở đâu? Mà bây giờ người ta đã chuyển lên online rồi, người ta đã có kênh, có các nền tảng người ta rồi. Người ta lên đó, người ta tìm kiếm, lên đó người ta khai thác, người ta lên đó người ta giới thiệu, người ta xây dựng thương hiệu cá nhân. Chứ không còn cái chuyện là đi ra ngoài phải đưa vở tu hay là những điện thoại đều mới để khẳng định rằng mình là người sành điệu. Nhưng người sành điệu như thế, liệu chừng nếu như chúng ta có tiền thì chúng ta sẵn sàng chi tiêu cho những cái công việc đó, thì đó là chuyện bình thường. Nhưng mà trong khi không có tiền mà vẫn đua đòi để sắm cho mình được cái những cái điện thoại, những cái thiết bị mà những cái gì gọi là tối tân nhất, là hiện đại nhất, để thể hiện đây ta là người sành điệu, đây ta là người hợp mốt và đu trend. Và cái thứ ba đó là gì? Là các đồ hiệu xa xỉ đắt tiền. Mà một trong những cái thiết bị mà chúng ta hay thấy nhiều nhất đó là ô tô. Ô tô là một cái gì đó mà khi mà chúng ta đi qua showroom, thì các cửa hàng bán ô tô, các showroom cũng như các công ty sản xuất ô tô, người ta luôn luôn có những chính sách để thu hút những người tiêu dùng bằng là cách là nào là hỗ trợ chính sách, hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ gói vay, nào là cho vay 70%, 80%, 90%, cũng như là bảo hành để các thiết bị đầy đủ các thủ tục để thu hút chúng ta. Mà sau khi chúng ta mua được ô tô, hay thậm chí một số người không có dám vay nhiều thì người ta mua những điện giống như cái là Exciter, hay là mua những cái Honda tay ga đắt tiền để người ta thể hiện sành điệu với đời. Mà khi có gì, có điện thoại rồi, có ô tô rồi,
có xe máy rồi thì người ta phải gì, người ta phải mua sắm những cái đồng hồ xịn, người ta phải sắm quần áo sang trọng và những cái đồ đắt tiền để chứng tỏ và đã hợp mốt hợp gu. Mà trong khi đó thì sao, tất cả những cái thiết bị đó, tất cả những cái đồ đó không phải cái tiền của người ta, mà tất cả cái tiền đó là người ta đi vay các tổ chức tài chính, người ta đi vay ngân hàng. Thì liệu chừng cái điều đó bạn càng to càng đẹp càng hoành tráng có giúp cho bạn càng ngày càng trở nên giàu có hơn hay không, hay là giúp cho bạn càng ngày càng trở nên nghèo khó hơn? Thì chúng ta có thể thấy này, những người giàu thì người ta có cần phải khoe khoang không? Bởi vì người ta có rồi, cần gì người ta phải khoe. Còn nếu những ông đi khoe thực ra chẳng có gì nên người ta mới cần phải đi khoe, trừ trường hợp là người ta làm ăn, người ta cần phải đánh bóng thương hiệu thì đó lại là một câu chuyện khác. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thấy có những vụ án lớn, lúc đầu tưởng Rolls Royce, lúc đầu tưởng nhà cao cửa rộng, lúc đầu tưởng biệt thự resort hoành tráng này kia, nhưng cuối cùng mà khi vỡ ra thì chúng ta mới biết tất cả đó chỉ là tiền của ngân hàng hay tài sản đó là của người khác. Và cái thứ tư đó là gì? Nhậu nhẹt. Thường thì người Việt Nam chúng ta có một thói quen cực kỳ xấu, đó là gì, anh em thân thiết bạn bè kết nối với nhau làm ăn thì phải trên bàn nhậu. Nhưng mà câu hỏi đặt ra này, có ai làm việc, có ai xử lý công việc ở trên cái bàn nhậu hay không? Khi người ta tỉnh táo, người ta mới quyết định là cái công việc đó, cái số tiền đó, cái hợp đồng đó nó có được hay không. Có cái ông nào mà trên bàn nhậu mà quyết định những cái vấn đề đó lớn đâu. Chẳng qua là khi anh em chén chú chén anh vào để vui vẻ bắt tay nhau nói chuyện cho thân mà thân thiết. Nhưng mà liệu chừng hôm sau chúng ta gặp lại, người ta có nhớ cái câu chuyện đó nữa hay không? Hay cái câu chuyện cửa miệng người ta, ôi chấp gì thằng say, lúc đó mình say mình có nhớ gì đâu. Đấy cũng chính là một lý do mà tại sao trong mấy năm gần đây này cái lượng bia rượu ở Việt Nam càng ngày càng giảm xuống, cũng như là cảnh sát giao thông bây giờ chúng ta đi ra đường thì chúng ta chỉ cần có một hớp rượu hoặc một ít rượu, một ít bia trong người thôi, thổi nồng độ cồn lên thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Và cái thứ năm đó là gì? Đó là dành thời gian để tán gẫu, để xem phim, để lướt web, xem những cái thứ mà nó vô bổ. Người ta hay dùng cái từ là giết thời gian. Mà khi chúng ta giết thời gian thì chúng ta biết rồi, thời gian con người là mỗi người là hữu hạn, mỗi người chỉ có 2-4 tiếng thôi. Mà chỉ trong khi người khác lại dùng cái thời gian đó để làm gì? Để người ta học hỏi, người ta phát triển bản thân, người ta đầu tư cho bản thân, người ta học hỏi những cái thứ mà người ta chưa biết để người ta phát triển hơn trong thời gian tới, để người ta kiếm được tiền nhiều hơn. Nhưng những người nghèo thì sao? Người ta lại dùng cái thời gian đó để ngồi nói phép, ngồi tán gẫu, ngồi xem phim, ngồi cày phim, ngồi lết web hay xem những cái gì đó vô bổ, nó không có cái giá trị nào đó. Không tin anh em chúng ta cứ lên mạng, lên truyền thông mà xem thì chúng ta sẽ thấy rõ cái trường hợp này nhất. Và cái trường hợp thứ sáu là gì? Cờ bạc, đề đó, xổ số, lô đề. Đây là một trong những cái mà chúng ta có thể thấy thời gian gần đây là phổ biến và rất là nhiều. Khi mà người ta khó khăn, người ta không biết cách nào đó, mà người ta tin vào may rủi, người ta bắt đầu là chơi đề, chơi bạc, chơi các độ, chơi đủ những cái thứ tệ nạn xã hội. Và chúng ta nên nhớ này, chúng ta chỉ là những người chơi game thôi. Những người chủ, những người đã bày ra sòng game, bày ra game thì để cho chúng ta chơi. Và khi chúng ta vào đó thì kiểu gì chúng ta cũng mất tiền. Không tự nhiên mà người ta mở ra sòng bài, người ta mở ra casino, nếu như mở ra mà người ta làm ăn, người ta thất bại, liệu chừng có ai dám mở ra nữa hay không? Câu chuyện này phổ biến nhất là những người đi Campuchia về, thì chúng ta sẽ hiểu là cái vấn đề, cái tệ nạn và những cái gì mà chúng ta mất. Và cái thứ sáu đó là cái gì? An lạc. Và cái thứ bảy đó là cái gì? Cái thứ bảy đó là đổ lỗi. Người nghèo và những cái người mà không chịu phát triển, người ta luôn luôn đổ lỗi bởi vì xã hội, bởi vì nhà nước, bởi vì người này, bởi vì người kia. Nhưng cái người mà người ta cần đổ lỗi nhiều nhất đó là chính bản thân người ta, thì người ta chưa bao giờ người ta đổ lỗi. Chỉ khi nào chúng ta đổ lỗi cho chính bản thân chúng ta nhận trách nhiệm về chúng ta thì chúng ta mới sửa chữa, chúng ta mới phát triển và chúng ta mới hoàn thiện và chúng ta mới trở lên tốt hơn. Còn khi mà chúng ta chỉ đổ lỗi cho người khác bởi vì một cái thứ khác ngoài bản thân chúng ta thì liệu chừng chúng ta có tốt đẹp hơn trong thời gian tới được nữa hay không? Và cái thứ 8 đó là cái gì? Tôi biết rồi. Đây là một cái câu cửa miệng mà làm cho nhiều người càng ngày càng khó khăn hơn, càng ngày càng dốt đi, càng hay là chính xác hơn là càng ngày càng ngu đi. Nếu như mà tôi biết rồi thì có nghĩa là bạn đã đóng cái cánh cửa lại để kết nối với tất cả mọi người, tất cả những kiến thức, tất cả những kiến thức và tất cả những cơ hội về kia. Bởi vì sao? Bạn đã biết rồi mà, thì cần gì bạn phải phát triển, cần gì người khác mà muốn nói, kể cả người ta có nói cơ hội tốt đẹp cho bạn bao nhiêu đi chăng nữa thì bạn cũng không muốn nghe chính cái điều đó. Mà thay vào đó là chúng ta nên là gì? Chúng ta học tất cả, học những cái gì mà chúng ta cảm thấy là chúng ta cần thiết, học những cái gì mà chúng ta cảm thấy là có ý nghĩa hơn. Còn khi mà chúng ta đã nói tôi biết rồi thì có nghĩa là tôi chết rồi. Và cái thứ 9 đó là gì? Là luôn ghen ghét.
với những người giỏi hơn mình. Đây là một cái đặc tính mà người ta gọi là gato, những người nghèo hay có cái kiểu này, là thấy ai đó cũng giỏi hơn mình thì nó nghĩ rằng à, chắc là ăn may, chắc là trúng số, chắc là này kia, rồi có ngày là nó sẽ gặp hậu quả. Cái bọn giàu là bọn đáng ghét. Thay vì đó thì chúng ta thay đổi con đường, chúng ta kết thân với họ, chúng ta kết nối với họ, chúng ta làm quen với họ để chúng ta hiểu được cái cách làm việc của họ, cái con đường của họ, cái quy trình của họ làm sao để họ kiếm được tiền và họ trở nên giàu có hơn. Và cái thứ 10 đó là gì? Đó là những người nghèo là luôn luôn lạm dụng thẻ tín dụng, có cái kiểu là ăn tiêu trước, tiết kiệm và làm sau. Nhưng mà bạn nghĩ đi, khi bạn ăn chơi nhiều quá rồi, đến khi bạn làm, bạn có làm được hay không? Ăn chơi thì nó luôn luôn dễ, tiêu tiền thì nó luôn luôn dễ, nhưng mà cái câu chuyện kiếm tiền thì nó lại không dễ dàng một tí nào. Thì thay vì đó, chúng ta đổi thành tư duy là gì? Chúng ta phải ăn tiêu tiết kiệm và kiếm tiền trước, để tiền nó đẻ ra tiền, thì từ đó chúng ta mới có động lực, chúng ta làm tiền và chúng ta tiêu cái đồng tiền của mình, thì càng ngày nó mới càng có ý nghĩa hơn. Trên đây là quan điểm của mình về 10 cái điều mà người nghèo luôn luôn và tìm mọi cách làm cho bằng được, nhưng những người giàu thì người ta không bao giờ làm. Ngoài ra, theo quan điểm của bạn thì còn có những cái điều nào nữa mà người nghèo luôn luôn làm còn người giàu thì không bao giờ làm? Hãy comment xuống cái video này để chúng ta cùng thảo luận.